luôn. Thế ông này, hình như là cháu nó đến gần chục năm nay rồi, giờ mới lại về thăm quê của anh hả? Ờ, đúng rồi, chục đó. Dạ, thưa cô, tôi bảo mấy năm nay đỏ sao cách rồi. Anh vẫn phải ở nhà, hiện tượng. Dạ, bận việc làm sao? Vẫn được việc, đây, không ghế lên đây rồi. Chị ơi, anh nhớ chị nhiều lắm mà anh. Chị cũng đã 10 năm rồi còn gì. Ngày chị đi lấy chồng, khăn hồng trong nước mắt. Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát là 10 năm rồi. Ngày ấy chị dặn em thế nào nhỉ? Thank you.
nên chị về thăm thầy Úc và em. Mai chị lại phải đi rồi, thầy Úc khỏe chứ em? Dạ không chị, thầy Úc vẫn khỏe. Nhưng chị tội ngày nào thầy Úc ra đầu là mắng chị. Ôi thôi hai chị em, con thấy nó về, thầy Úc nó mừng. Dạ. Dân là ta ơn ở để tối đến về nhà, mẹ con chị em tâm sự cùng nhau. À, bây giờ thì mời cô Thắng lá lại chọn quê ta. Túi đắp thăm ba câu, em hơi có nhớ hồn quê đến chôn nâu cắt xuống. À, đúng rồi, đúng rồi. À, rồi, đúng rồi. Dạ. Một bài thơ cho tôi nào. Đúng đấy, cô Sầm. Đúng đấy, cô Thắng à. Dạ, thưa cô. Thưa bà con, trong những ngày ly biệt, đêm đêm, con vẫn nhớ những câu hát sầm quê mình. Nỗi sóng làm quê, nỗi sóng làm quê sương nặng nghĩa tình. Dạ, nay được hòa trong câu ca, lòng con vui mừng khôn xiết là. Vậy thì cô Thắng nghe nhá. Cùng bao kỷ niệm ngày xưa.
em xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm của toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt.